công bố một tính năng mới cho team để biến công cụ cộng tác thành phiên bản Metaverse của riêng mình. Thông báo được đưa ra từ hội nghị Microsoft Ignite. Chỉ vài ngày sau khi Facebook, nay được gọi là Meta, công bố sáng kiến của riêng mình để biến ý tưởng tương lai về Metaverse thành hiện thực. Công nghệ đang được chuyển giao cho team được gọi là Meta, là nền tảng thực tế hỗn hợp của riêng Microsoft và được sử dụng trong các thiết bị như HoloLens. Vì vậy, nó sẽ làm gì trong team? Chà, Microsoft muốn làm cho các cuộc họp trở nên cá nhân, nhập vai và hiệu quả hơn, cũng như làm cho các cuộc họp từ xa và kết hợp trở nên cộng tác hơn. Giống như lý do đằng sau việc Facebook đổi tên thành Meta, Microsoft hình dung đa vũ trụ là phiên bản tiếp theo của Internet. Vì Microsoft cho biết một Metaverse mới hiện đang là nơi sinh sống của các cặp song sinh kỹ thuật số của con người, Meta Intim có chủ đích là một cách cho phép mọi người tập hợp để giao tiếp, cộng tác và chia sẻ thông qua sự hiện diện ảo cá nhân trên bất kỳ thiết bị nào. Một trong những cách nó thực hiện là cho phép mọi người sử dụng hình đại diện tùy chỉnh của chính họ trong cuộc họp thay vì sử dụng hình ảnh hoặc video tĩnh hoặc bật webcam. Microsoft nói rằng bất kỳ ai cũng có thể truy cập Meta for Teams trên điện thoại thông minh tiêu chuẩn, máy tính xách tay và thậm chí cả tai nghe thực tế hỗn hợp. Đó là tất cả về việc cho phép người dùng của nhóm cảm thấy được tham gia và gắn bó mà không cần phải có mặt trước máy quay. John Rock, kiến trúc sư điều hành của Digital Transformation Services, cho biết các nghiên cứu đang thực hiện trong tổ chức nghiên cứu của Microsoft đã chứng minh điều này. Mọi người cảm thấy có mặt và tham gia nhiều hơn vào các cuộc họp khi mọi người bật máy quay video của họ. John Rock, kiến trúc sư điều hành của Digital Transformation Services, cho biết. Nhưng tùy chọn video có thể khó xử và nhị phân bật hoặc tắt. Quá nhiều người, quá nhiều thời gian, là một bức tranh tĩnh hoặc bong bóng có chữ cái đầu, vì vậy có, đối với người mới bắt đầu. Bạn có thể gửi hình đại diện cho cuộc họp nhóm thay cho nguồn cấp dữ liệu webcam của bạn. Theo Katie Kelly, giám đốc dự án chính tại Microsoft, các avatar Meta sẽ có cử động tay, nét mặt và khuôn mặt hoạt hình. Meta sẽ sử dụng âm thanh và video của bạn để làm điều này, cũng như các công nghệ AI của Microsoft để làm cho hình đại diện đó trở nên sống động. Khi bạn muốn, các nhóm có thể sử dụng máy ảnh để xác định vị trí miệng của bạn và bắt chước các chuyển động của đầu và khuôn mặt của bạn. Nhưng việc triển khai Meta cao hơn của Microsoft vượt ra ngoài trường hợp sử dụng đơn giản đó. Bạn cũng có thể đưa hình đại diện của mình vào một không gian họp hoàn toàn ảo và đeo tai nghe VR khi bạn đang ở đó để đắm chìm hoàn toàn. Sẽ ra mắt bản xem trước vào nửa đầu năm 2022 và xây dựng dựa trên các tính năng hiện có như chế độ cùng nhau và chế độ xem người trình bày. Microsoft hy vọng Meta Intim có thể làm cho các cuộc họp từ xa và kết hợp trở nên cộng tác hơn. Meta for Teams chỉ là một tính năng mà Microsoft đang phát triển cho năm mới. Tại phiên bản tháng 11 của hội nghị Ignite 2021 của công ty, một loạt các tính năng khác của Microsoft 365 đã được công bố, bao gồm các lĩnh vực khác của Teams cũng như Word và Office, cảnh báo thông minh trong Outlook và Studio ghi âm trong PowerPoint, giới thiệu danh sách các tính năng mới dành cho người tiêu dùng. Smart Alert đang được xem trước cho các nhà phát triển và cuối cùng có thể được sử dụng để thông báo cho bạn trước khi bạn gửi email hoặc cuộc hẹn về các cách giúp cải thiện nó. Và với Recording Studio trong PowerPoint, Microsoft đang giúp ghi lại các bài thuyết trình của bạn dễ dàng hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào! Chia sẻ hữu ích nhé!